Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16 giờ ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão số 5 có tên là bão Côn Sơn, ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam, khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam khoảng 380 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 160 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão cách bờ biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11, tức là từ 90 đến 115 km/h, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 14 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 14,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 112 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền. Đến 16 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, sau tăng lên cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4m đến 6m, biển động dữ dội. Từ đêm 10 tháng 9, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo mưa lớn trên đất liền. Từ đêm 10 tháng 9 đến 13 tháng 9, các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa ở Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến từ 200 đến 300 mm một đợt, có nơi trên 350 mm một đợt. Ở Quảng Nam đến Quảng Ngãi phổ biến từ 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 200 mm một đợt. Từ ngày 12 tháng 9 đến 14 tháng 9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm một đợt. Riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250 mm một đợt. Từ ngày 11 tháng 9 đến 12 tháng 9, các tỉnh Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80 mm một đợt, có nơi trên 100 mm một đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động.